Đây là bản vẽ mẫu cho một bức tranh hồ sen có một cái kích thước rất là khổng lồ, dài tới 4m và cao tới 2m. Và với một cái kích thước rất là lớn như vậy thì trên bức tranh chúng tôi đã chia ra làm 3 cái khoảng cách. Và khoảng cách dưới cùng được coi như là khoảng nền, thì chúng tôi vẽ các cái lớp cỏ ở bên dưới đan xen vào trong các cái cuống hoa. Và cái lớp cỏ này cũng giống như là một cái nền tảng ở tận bên dưới của một cái hồ sen. Sau đó thì bắt đầu đến những cái lá ở bên dưới rất là cuộn, rất là nở, để làm cái bàn đỡ. Đó, khi mà một cái bản vẽ ra thì nó có một cái bàn đỡ ở bên dưới nó đưa lên. Và khi mà dâng dần lên trên thì ở cái khoảng giữa cao khoảng độ tầm gần 1m như này, chính là cái chỗ mà chúng tôi thể hiện rất là nhiều những cái búp sen, những cái đài sen, những cái bông sen, những cái lá sen nở. Và những cái gì mà đẹp, những cái gì mà tinh tế nhất thì sẽ đặt vào cái khoảng cách của giữa của bức tranh như này. Đó, và một cái khoảng ở bên trên đây thì chúng tôi sẽ điểm xuyết vào đó là những cái lá và những cái búp nó vươn cao, thể hiện cho cái sức sống của cái bông sen. Và cái khoảng trên cùng đây là chúng tôi sẽ để trống để tượng trưng cho một cái bầu trời bao la. Và các bạn hãy chờ xem trong vòng 1 tháng nữa bức tranh hồ sen khổng lồ này sẽ được hoàn thiện thì trông sẽ như thế nào nhé.